Bác vẫn đang rất là cố gắng bác bỏ cả dép ra. Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi sẽ tổ chức một cuộc thi cùng với lại bốn thanh niên đứng ở đây. Cứ ra đến cái hai cái kia thì sẽ được 1 lít. Nó cũng rất là to đây là. Đấy, đi cẩn thận vào ông rớt. Gió nó to đâm ra nó thổi không thể đi được. Đấy, cố lên em, đúng rồi. Thế nào thì đi, cứ ra đến nơi là được tiền. Đấy, đúng rồi, cố lên, đúng rồi, cố lên, đúng rồi. Rồi, ok, được 1 lít. Đấy, anh như này là vừa được 1 lít rồi, cố lên. Đây, sắp được 1 lít rồi. Đi này, đi được. Đấy, 1 lít rất là dễ. Mình tắm mình thử cái này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cố lên. Đấy, sửa. Bác cứ vào bác nhảy, bác cứ đi như đội kia có 1 lít, nếu mà chạm vào 2 cột kia. Chạm vào 2 cột đấy, vâng. Ngã được đúng không? Vâng, ngã cũng được. Để càng đi nhiều lại càng trơn. Thôi phương án là không? Bây giờ, đi đi được không? Bác đi làm được, bác cứ ra đến 2 cột kia, bác được 100. Đấy, cứ để bác đi nào, bác đi cũng được, cứ ra nơi được bác ạ. Đấy, đúng rồi. Đây là một bác tham gia cùng anh em đấy. Rồi ôi, xít được. Không, hai tay chạm qua cột mà.
Tầm 5 lần, cứ 5 lần là bắt đầu đổ thêm 5 lần. Một lít cuối cùng thôi anh em, cố đi nhiệt tình vào, không mất công đi từ nãy giờ ướt hết quần áo. Ok, cuối cùng thì là đã kết thúc cái trò chơi, thì là thanh niên này là được mấy phát nhỉ? Anh không biết. Ok, thanh niên này là được 2 lít, còn cậu này được 3 lít, còn lại là toàn thế này, cậu thanh niên này là không được cái gì. Ok. Đấy thì là kết thúc trò chơi. Tôi đầu tư 5 lít. Bây giờ thì đợi anh chút. Đây, thanh niên nào đi ra 3 lần được 3 lít này. Đây đúng không? Ok, 3 lít của em. Đấy. Chơi có thưởng, kiếm tiền rất dễ. Đây là 2 lít của em. Nặng nặng mất công ngã từ nãy giờ. Ok. Rồi xong clip. Nói chung là hôm nay cảm thấy rất là vui khi mà được những cậu này ủng hộ bằng cách là một cái thử thách mà tôi mới nghĩ ra đấy. Đi qua đây mà tôi đổ cả sân nai ra nữa là rất là khó, đến tăng cuối rất là khó. Nói chung là ngã ngoạch oạch từ đầu đến cuối luôn. Rất là buồn cười luôn. Ok. Thì xong clip rồi, chả còn gì nữa, bây giờ là phải thu đồ đi về thôi. Chả còn gì để nói nữa và thu hết đồ rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.